Xin chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin về bão số 9 trên Biển Đông với tên quốc tế là Molave. Một lần nữa, chúng tôi xin được nhắc lại, đây là cơn bão được đánh giá mạnh nhất trong nhiều năm gần đây, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam chúng ta. Hiện nay, bão số 9 vẫn đang di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình là từ 20 cho đến 25 km/h. Đồng thời, bão số 9 liên tục nạp năng lượng từ vùng biển ấm mà nó đi qua. Vì vậy, bão vẫn đang tiếp tục mạnh thêm. Cấp độ mạnh nhất bão có thể đạt là cấp 13, giật tới cấp 16. Với tốc độ di chuyển nhanh như thế này thì chỉ khoảng đến sáng và trưa mai 28 tháng 10, bão sẽ đi vào đất liền tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Phú Yên. Ngay cả khi đi sâu vào khu vực Bắc Tây Nguyên, bão vẫn mạnh từ cấp 8 đến cấp 9 và giật cấp 10. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 11 đến 17 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 120 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Bão số 9 sẽ gây gió mạnh và giật rất mạnh trên các vùng biển, cụ thể gió cấp 12, cấp 13, giật cấp 15 ở khu vực Biển Đông. Tại khu vực vùng ven biển, ven bờ các tỉnh Trung Bộ cũng có gió mạnh tới mức cấp 11, cấp 12 và giật cấp 14. Ngay cả trong đất liền, khu vực Bắc Tây Nguyên cũng sẽ có gió mạnh tới mức cấp 7, cấp 8, rất nguy hiểm. Ngoài ra trên Biển Đông, sóng biển có thể cao từ 8 đến 10 mét. Vùng ven biển khu vực Trung Bộ, trọng tâm là khu vực vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên, sóng cao từ 5 đến 7 mét. Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh tới Bình Định có thể có nước dâng do bão tới 1 mét. Cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng rất lớn và ngập úng vùng trũng thấp, vùng cửa sông, vùng đầm phá ven biển ở các khu vực nói trên. Ngoài ra, hoàn lưu mây của bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Cụ thể, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10, bão số 9 có thể gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Trung Bộ với lượng mưa từ 200 cho đến 350 mm cả đợt. Bắc Tây Nguyên là từ 100 cho đến 200 mm cả đợt. Hoàn lưu sau bão kết hợp không khí lạnh có thể gây mưa lớn kéo dài cho các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Riêng Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình có thể có mưa đặc biệt to trên 500 mm cả đợt. Thưa quý vị, những cơn bão và áp thấp nhiệt đới vừa qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến đất liền, gây ra những thiệt hại về người và tài sản. Vì vậy, đón xem các bản tin dự báo thời tiết, nắm được tình hình thời tiết thiên tai là vô cùng quan trọng. Sau đây mời quý vị cập nhật tình hình thời tiết của ngày hôm nay. Bão số 9 trên Biển Đông di chuyển theo hướng nào? Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 280 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, từ 115 đến 150 km/h, giật cấp 15. Các chuyên gia nhận định bão số 9 là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm sẽ đi vào đất liền trong 48 giờ tới, gây tổ hợp liên hoàn các hệ quả trong miền Trung. Bão Molave đã đi vào Biển Đông, đây là cơn bão di chuyển nhanh, có thể đi vào đất liền trong 36 đến 48 giờ tới, gây mưa to gió mạnh trên đất liền. Ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhấn mạnh, nước ta đang đối mặt với cơn bão lớn, mạnh nhất từ đầu năm và có thể là mạnh nhất trong mùa mưa bão năm nay. Bão đang ở cấp 12, giật cấp 15. Đây là cơn bão di chuyển nhanh, có cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, khả năng ảnh hưởng đến vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ cũng rất sớm. Trong đêm nay, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Theo ông Năng, bão số 9 sẽ gây ra tổ hợp liên hoàn các hệ quả, bao gồm gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước biển dâng và mưa lũ. Về nguy cơ gió mạnh, ông Năng nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, có thể đạt cấp 13, giật cấp 15. Khi vào bờ, cường độ có thể duy trì ở cấp 12, giật cấp 14, vùng trọng tâm từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Về sóng lớn, cơn bão với cường độ cấp 12-13 gây ra sóng cao, có thể đến 10 mét trên biển. Khi đi vào Trung Bộ, độ cao sóng ít suy giảm do địa hình thoáng, biển sâu. Vùng biển Quảng Bình đến Phú Yên, sóng có thể cao từ 4 cho đến 7 mét. Do hoàn lưu bão lớn nên Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng nước dâng do bão từ 0,5 cho đến 1 mét. Bão số 9 cũng gây mưa lớn trong hai giai đoạn, đợt thứ nhất là mưa trực tiếp do bão và đợt thứ hai là do hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh. Cụ thể, từ đêm 27 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10, ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm trên đợt, Bắc Tây Nguyên 100 đến 200 mm trên đợt. Từ 28 đến 31 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Nghệ An có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm trên đợt. Riêng phía Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặc biệt lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 500 đến 700 mm trên đợt. Các sông từ Nghệ An đến Phú Yên xuất hiện các đợt lũ, nguy cơ cao xảy ra ngập úng diện rộng trở lại cùng với nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra mức độ cảnh báo thiên tai cấp 4, trọng tâm từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Dự báo xu thế thời tiết cả nước trong 10 ngày tới. Tại khu vực thủ đô Hà Nội, từ đêm ngày 27 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 27 tháng 10 và ngày 29 đến 30 tháng 10, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng trời lạnh. Phía Tây Bắc Bộ từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng từ ngày 27 tháng 10 và ngày 29-30 tháng 10, Sơn La, Hòa Bình có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh. Phía Đông Bắc Bộ từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 27 tháng 10 và ngày 29-30 tháng 10, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng trời lạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ sáng ngày 27 tháng 10 có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to tập trung tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Từ đêm ngày 27 tháng 10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ đêm ngày 1 đến ngày 4 tháng 11, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm ngày 27 tháng 10, phía Bắc đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 27 tháng 10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 28 đến 29 tháng 10, phía Bắc có mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tại khu vực Tây Nguyên, từ ngày 27 tháng 10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 28 đến 29 tháng 10 có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ đêm 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Nam Bộ từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 11 có mưa rào và dông vài nơi. Về khả năng không khí lạnh tràn xuống trùng thời điểm bão áp sát đất liền có thể khiến bão suy yếu nhanh trước khi đổ bộ, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khả năng này khó xảy ra. Theo dự báo, không khí lạnh tăng cường trong ngày 27-28 tháng 10 nhưng chưa thể tiếp cận được khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trong khi ở thời điểm này bão số 9 đã tiệm cận đất liền. Do đó, chuyên gia nhận định bão Molave không có khả năng bị không khí lạnh gây suy yếu như bão số 8 và mạnh cấp 11, giật cấp 13 khi đổ bộ. Nhận định thêm về mức độ ảnh hưởng, ông Lâm cho biết cơn bão di chuyển nhanh nên may mắn là do mưa bão kết thúc nhanh ở khu vực nó trực tiếp đổ bộ. Thời điểm có gió mạnh nhất trên đất liền có thể vào trưa và chiều ngày 28 tháng 10, sau đó giảm nhanh. Đa phần các cơn bão vào Việt Nam đều tồn tại một khối mây phía trước gây nguy cơ gió giật. Bão số 9 cũng không ngoại lệ. Dù được dự báo ngày 28 tháng 10 mới đổ bộ đất liền, bão có thể gây gió giật và mưa lớn từ chiều ngày 27 tháng 10. Do đó, mọi công tác ứng phó với bão của các địa phương cần hoàn thành trong ngày 27 tháng 10. Nếu trong ngày bão đổ bộ, các địa phương mới thực hiện việc di dân chằng chống nhà cửa thì sẽ muộn. Ông Lâm lưu ý, nguy cơ nước biển dâng cao có thể gây nguy hiểm cho các khu vực nuôi trồng thủy hải sản ven bờ. Người dân cần chủ động trong việc thu hoạch và bảo vệ lồng bè thủy hải sản.